chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục bay tiếp cái kit Fan Z này. Và kit Fan Z này mình đang đi cấu hình đó là 6S motor là F80 Pro. Và hôm trước là mình bay cánh 53 lá, thì ngày hôm nay mình đã thay đó là cánh 6 × 4, 2 lá các bạn nhá. Để xem là cái con SC này liệu có chịu được hay không. SC của mình là SC50A, loại dành cho quad mili. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là lắp pin các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ thực hiện đó là cất cánh nhá. GPS của mình đã là 10 rồi. Ok nhá. Rồi, mình đã cất cánh thành công nhá. Hai trăm mười, ui, nhanh quá các bạn ạ. Vừa xong mình đã đạt tốc độ đó là 210, nên mình thử nháp cái nhá. Bây giờ mình lại này. Nhanh quá. Có lẽ là mình sẽ đổi kiểu bay nhá, quay kiểu đấy thì nó mình sẽ lên cao xong mình phi xuống nhá. RF signal no. Rồi mình cua lại này. Tiếp tục này, bây giờ mình sẽ test là max speed này. RF signal low. Chỉ tầm 200 thôi các bạn ạ. Hình như là pin nó yếu dần, bay nó sẽ bị chậm hơn đấy lúc đầu ấy các bạn. Cũng có thể là do tay mình bay ấy. Mình sẽ thử bay ở chế độ manual nhá. Cũng chỉ được tầm khi bây giờ pin yếu các bạn, chỉ tầm được khoảng 180 rồi. Pha lúc đầu mình được hơn 200 một tí. Bây giờ mình sẽ bay dưỡng sinh một chút nha, ngắm cảnh quê hương này. Anh vẫn quay chưa anh? Ô trời ơi, anh có được nhỉ? RF signal low. Rồi, hạ nhá. Angle nào. Bây giờ mình sẽ hạ cánh nhá, mình sẽ bay lên phía trên kia xong rồi mình sẽ từ từ mình lùa về nhá.
Thì ở đây cũng có người đang đi đường, thành ra là mình sẽ hạ xuống vườn nhá, xong mình xuống nhặt ở vườn nó dễ nhá. Ô. Bán chó không em? Rồi.